thủy đón chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2023 sẽ giúp quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện như là tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Như quý vị đã biết, sống ở trên đời thì ai ai cũng mong cho mình gặp được nhiều may mắn, nhiều điều may mắn trong công việc, làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, vạn sự an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì, con cái thì chăm ngoan học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều này đang phải quá xa vời đối với chúng ta. Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trọng trách, trách nhiệm trên vai. Cũng có người kinh tế dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là chuyện thường tình trong kiếp sống nhân sinh, đúng không quý vị và các bạn? Trong chương trình tử vi phương Đông của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập của chương trình sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tử vi của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2023 Quý Mão. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Mậu Ngọ sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho, ban phát tài lộc hay không? Trên con đường công danh sự nghiệp có gặp phải khó khăn trắc trở nào hay không? Và làm thế nào để tuổi Mậu Ngọ có được công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống được hạnh phúc trọn vẹn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thờ ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng trong năm 2023. Trong năm 2023, người Mậu Ngọ sinh năm 1978 chịu tác động của cục diện tương phá nên vận trình cả năm khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận, dễ bị lôi kéo, lợi dụng, khiến tiền bạc hao mòn. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ. Bởi rất có thể những kẻ xấu xa sẽ tung tin đồn xấu, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như hình ảnh của bạn. Ngoài ra, họa thị phi trong năm khá lớn, chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng, thậm chí là cả kiện tụng pháp luật. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao La Hầu, vận hạn tam kheo, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc không phạm hoang ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, tác động mạnh với cục diện phá thái tuế, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả, ngược xuôi. Xét về mối quan hệ thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 cần chú ý tháng Sáp Tý, tháng 11 âm lịch, từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim. Đây chính là sao hạ mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra thì người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sao này nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn được phát đạt. Bên cạnh đó thì người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải,
Dâng sau giới hạn hàng tháng vào lúc 21 đến 23 giờ ngày 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đang viên chiếu sáng nhất, hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi. Do đó đối với sao La Hầu, ngũ hành là kim, cần phải dùng thủy tiết để hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như là đá núi lửa, đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị La Hầu chiếu mạng. Gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng, năm nay gặp hạn Tam Kheo. Nhắc đến niên hạn Tam Kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, Tam Kheo đau mắt để phòng tay chân. Có nghĩa Tam Kheo là hạn xấu, chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu ảnh hưởng tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm và coi thường. Đặc biệt, người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Lượng tử vi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu xuân năm mới bên gia đạo tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng cần chú ý về công việc làm ăn có thể gặp phải vấn đề. Tháng 2, làm công việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ. Tháng 3, cần chú ý về sức khỏe trong tháng này không được tốt. Công việc trong tháng này có người phá hoại. Tháng 4, có thể gia chủ sẽ thay đổi chỗ ở trong tháng này. Tháng 5, được quý nhân giúp đỡ cho nên công việc trong tháng 5 được hanh thông, thuận lợi và có tài lộc tới. Tháng 6, gia đạo của tuổi 1978 Nam Mạng tháng 6 có chuyện buồn đưa tới, mối quan hệ tình cảm của thành viên trong nhà cũng không được tốt. Tháng 7, đây là tháng tuổi Mậu Ngọ nên chú ý cẩn thận việc di chuyển xe cộ, có thể mất mát tiền bạc của cải. Tháng 8, tháng này có sự tiêu pha nhiều tiền bạc vào các công việc kinh doanh làm ăn, tốt nhất trước những dự định đầu tư nên tính toán kỹ lưỡng. Công việc làm ăn trong tháng có sự phát triển, mở rộng thêm, tuy nhiên gia chủ cần cẩn thận có kẻ xấu phá hoại. Tháng 10, được quý nhân giúp đỡ, công việc trong tháng này thuận lợi, tuy nhiên chú ý tình cảm giữa vợ chồng không tốt. Tháng 11, trong tháng, gia đình có chuyện buồn đưa tới hoặc có tang sự nên lưu ý. Tháng 12, mọi công việc kinh doanh, làm ăn trong tháng cuối năm bình thường, ổn định, tốt nhất không nên đầu tư nhiều tiền bạc trong tháng này. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Theo tử vi các con giáp năm Quý Mão 2023, đây là một năm có tốt có xấu với tuổi này. Nhìn chung bản mệnh vẫn có tránh một vài lo âu, nhưng cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biên số mệnh. Công việc trong năm nếu có thể duy trì được phong độ sẵn có, tập trung phát huy thế mạnh thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc, dễ được trọng dụng. Cơ hội cũng sẽ đến, kèm theo đó là không ít thách thức và khó khăn, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về tài chính, tài lộc của người tuổi này có sự khởi sắc hơn, công việc ổn định kéo theo thu nhập vững vàng. Nếu nắm được cơ hội thì có thể sẽ tăng lương. Người làm kinh doanh có thể vất vả hơn khi quyết định mở rộng quy mô, cũng gặp bất lợi khi bị tiểu nhân quấy phá và cạnh tranh. Để giảm thiểu rủi ro, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên khó khăn nào cũng sẽ qua khi bạn nỗ lực thật nghiêm túc để tự thay đổi vận mệnh. Về sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có phần đáng ngại vào năm 2023, bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Tuy nhiên, bạn sẽ phục hồi nhanh chóng miễn là kiên trì điều trị và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng cao chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ cũng phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng tốt nhất phong thủy cho gia chủ. Về tình cảm, gia đạo,
Xét về phương diện tình cảm, năm 2023, tuổi Mậu Ngọ không có nhiều đào hoa cho lắm. Mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hò hẹn, gặp gỡ bạn bè, cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Mệnh chủ hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên với năm mạng đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh, đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 năm mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!